Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Nghiên cứu mới nhất chỉ ra hậu Covid-19 có thể kéo dài hơn và nghiêm trọng hơn ta thường nghĩ. Thưa quý vị và các bạn, theo một nghiên cứu mới của một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ, tác động triệu chứng hậu Covid-19 có thể nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ trước đây. Trong tuyển tập 200 nghiên cứu được công bố vào ngày 13 tháng 1, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng hiện tại không có đủ nghiên cứu để hiểu hoặc điều trị đúng tình trạng bệnh và kêu gọi nghiên cứu chăm sóc nhiều hơn cho những bệnh nhân có các triệu chứng hậu COVID-19. Họ ước tính rằng ít nhất 10% trong số 651 triệu trường hợp COVID-19 được ghi nhận trên khắp thế giới đã xuất hiện triệu chứng hậu COVID-19. Các nhà nghiên cứu trích dẫn các nghiên cứu khác cho thấy rằng từ 10 đến 30% các ca nhiễm COVID-19 không nhập viện và sẽ phát triển thành hậu COVID-19. Tỷ lệ này ở các trường hợp nặng là từ 50 đến 70%. Tuy nhiên, nghiên cứu không làm rõ định nghĩa về hậu COVID-19 và một số phát hiện mâu thuẫn với những nghiên cứu trước đây. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hậu COVID-19 được định nghĩa là sự tiếp tục hoặc phát triển của các triệu chứng xuất hiện 3 tháng sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Các triệu chứng này kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích được thông qua bất kỳ chẩn đoán nào khác. Các triệu chứng phổ biến bao gồm mệt mỏi, khó thở và rối loạn chức năng nhận thức, có thể thay đổi hoặc tái phát theo thời gian. Trong một nghiên cứu trước đó được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ vào tháng 10 năm 2022, đã kiểm tra dữ liệu của 1,2 triệu bệnh nhân từ 22 quốc gia mắc COVID-19 vào năm 2020 và 2021. Ước tính 6,2% trong số đó đã trải qua ít nhất một trong 3 triệu chứng hậu COVID-19 phổ biến 3 tháng sau khi họ bị nhiễm bệnh. Theo ông Voss, nhà dịch tễ học tại Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe thuộc Đại học Washington, Mỹ, đồng thời là đồng tác giả của nghiên cứu trên cho biết, so với phát hiện của ông, tỷ lệ người mắc hậu COVID-19 được trích dẫn trong bài báo mới là cao hơn đáng kể một phần, có thể là vấn đề xác định do nhóm của ông tập trung vào các cụm triệu chứng chính. Ông nói thêm rằng các lần tiêm chủng gần đây đã giúp giảm thiểu rủi ro mắc triệu chứng hậu COVID-19. Biến thể COVID-19 mới chủ động phòng chống đừng chủ quan. Thưa quý vị và các bạn, dù đều đã tiêm vaccine đủ 4 mũi, nhưng vừa rồi gia đình tôi ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn có 3 người lớn bị mắc COVID-19, không rõ bị dính lây bệnh trên xe buýt, taxi hay sảnh sân bay lúc đến đón người thân, nhưng chúng tôi cứ liên tục có kết quả xét nghiệm hai vạch. Đầu tiên là vợ tôi, 68 tuổi, bị sốt cao, đau nhức sổ mũi mấy ngày, đến bệnh viện được yêu cầu xếp hàng khám như bệnh thông thường, sang bệnh viện khác, bệnh viện Quân dân y miền Đông, có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19. Bệnh viện giao kết quả xét nghiệm và hướng dẫn về trạm y tế phường, nhân viên y tế chỉ hướng dẫn về uống thuốc, paracetamol hạ sốt và vitamin C, tăng đề kháng, nếu khó thở thì đến bệnh viện. 3 ngày sau đến lượt tôi, 69 tuổi, bị sốt cao, tự test cũng cho kết quả dương tính, triệu chứng có vẻ nặng hơn bà xã, bụng côn cao như sát muối và mất hoàn toàn khứu giác, vị giác. 3 ngày sau nữa đến lượt con trai tôi 38 tuổi, cũng có kết quả dương tính sau khi đã sốt khá cao, đau rát họng. Sau hơn 10 ngày tự mua thuốc uống, cả nhà tôi đều đã âm tính với virus COVID-19. Nhưng sự mệt mỏi, ho đờm thì vẫn dai dẳng, y như những triệu chứng mà người ta vẫn gọi là hậu COVID-19. Không ít người có triệu chứng giống như chúng tôi, hầu hết không xét nghiệm. Tôi nghĩ virus COVID-19 vẫn đầy đó trong cộng đồng, số ca bệnh nặng không nhiều vì hầu hết dân số đã được tiêm nhiều mũi. Phần đông những người có triệu chứng như mắc COVID-19 hiện nay không xét nghiệm, không khai báo y tế, có bệnh tự điều trị. Con số ca mắc mới vì thế khó có thể thống kê và công bố chính xác. Thông tin COVID-19 đang quay trở lại với những biến chủng mới như XBB.1.5 và tốc độ lây lan nhanh đã được nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc cảnh báo. Trung Quốc dù đã quyết định mở cửa cho du khách và xuất nhập cảnh, nhưng cũng thừa nhận số ca mắc đang cao và tăng liên tục. Nhật Bản cũng đang đau đầu với tình trạng có ngày tới 300 người tử vong vì mắc COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đại dịch COVID-19 hoành hành dữ dội hồi năm 2021, nay hàng quán đông vui đến đáng ngại khi không ít người đã bỏ khẩu trang, bỏ qua chuyện thường xuyên rửa tay sát khuẩn. Một cái Tết không nghe những thông tin ca mắc mới vui hơn năm ngoái cũng là lẽ thường, nhưng có vẻ đang rất chủ quan trong tình hình dịch COVID-19 mới chỉ giảm tử vong chứ chưa chấm dứt. Là những người trong cuộc mới bị mắc COVID-19, chúng tôi cho rằng việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc phát hiện và tiếp nhận điều trị cho người bệnh bị mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế hiện nay đang bị có phần không thống nhất, lòng chặt tùy nơi. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở trong nước và thế giới, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về tăng cường phòng chống dịch COVID-19, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tiêm chủng và Bộ Y tế cũng đã có chỉ đạo khẩn việc này. Thiết nghĩ mỗi người, mỗi nhà và xã hội hãy chủ động phòng bệnh, chứ đừng chủ quan khi biến chủng mới vẫn rình rập khắp nơi. Nghiên cứu lớn từ Mỹ, tiêm vaccine COVID-19 và cúm cùng lúc tác động thế nào?
Thưa quý vị và các bạn, mũi tiêm kép này từng được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo từ đầu mùa thu năm ngoái trước mối đe dọa bùng phát kép COVID-19 và cúm, chưa kể các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác khi thời tiết ngày một lạnh hơn. Tuy nhiên, lời khuyên này vẫn bị nhiều người nhìn vào một cách đầy thận trọng. Hệ thống y tế nhiều nước cũng lưỡng lự khi triển khai do lo ngại gia tăng phản ứng bất lợi hoặc gây tương tác không mong muốn giữa các vaccine. Nhiều cuộc tranh cãi nổ ra trong giới học thuật Mỹ. Theo nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Y học Vaccine, trong đó các nhà khoa học từ Brook College of Health, trường y khoa trực thuộc Đại học North Florida đã thử tìm hiểu điều này bằng cách theo dõi phản ứng miễn dịch ở hơn 21.000 người Mỹ, trong đó khoảng 6% chỉ tiêm vaccine cúm, 29% chỉ tiêm vaccine COVID-19, 42,5% tiêm cả hai loại và 22% không tiêm loại nào để đối chứng. Kết quả cho thấy những người nhận mũi tiêm kép giảm nguy cơ mắc COVID-19 đáng kể so với những người hoàn toàn không tiêm chủng. Tức lời đồn rằng vaccine cúm vô hiệu hóa vaccine COVID-19 là không đúng với thực tế lâm sàng về khả năng giảm bệnh nặng khi mắc COVID-19. Mức ghi nhận ở người đã tiêm vaccine kép và người chỉ tiêm COVID-19 là như nhau. Kết quả này cũng cho thấy chính vaccine COVID-19 mới làm giảm nguy cơ bệnh nặng, chứ chỉ tiêm cúm không tạo ra phản ứng chéo giúp giảm COVID-19 nặng như mọi người mong đợi, dù nó có thể ngăn ngừa tình huống khó khăn nhân đôi là đồng nhiễm COVID-19 và cúm. Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng nghiên cứu cho thấy việc tiêm các mũi tiêm kép là rất tốt để giảm gánh nặng bệnh tật trong bối cảnh song dịch, tam dịch, bủa vây các nước sau khi dỡ bỏ các biện pháp phòng bệnh đường hô hấp. Điều này cũng giúp tiết kiệm và tiện lợi vì mọi người không phải đi lại đến hai lần để nhận hai loại vaccine. Thay 100% cũng phải làm vì hư lắm rồi. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị tổng kết của Cục Đăng kiểm Việt Nam chiều 16 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã có lời phát biểu rằng đây là quản lý nhà nước hay tội phạm. Sẽ còn nhiều cán bộ của chúng ta vướng vào vòng lao lý, nhưng thoái hóa biến chất thế này thì phải làm đến tận cùng, thay đến 100% cũng phải làm, hư quá rồi. Tại hội nghị này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu ra một số vấn đề cho thấy quyết tâm của ông trong việc thay máu Cục Đăng kiểm Việt Nam. Thực ra không thay thì cũng phải thay, vì gần như đa số từ trên xuống dưới ở cục này đều dính tràn tiêu cực. Từ đó cho thấy Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tuyên chiến quyết liệt với tội phạm trong ngành. Để thể hiện sự quyết liệt của mình, trước hết Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thể hiện trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Ông cho biết, Ban Cán sự Đảng của Bộ khi thực hiện kiểm điểm cuối năm, dù trách nhiệm không liên quan, nhưng từ tập thể đến cá nhân đều chủ động hạ một bậc thi đua. Tiếp theo là tuyên bố sẵn sàng thay 100% cán bộ thoái hóa biến chất, làm đến cùng không bao che, sẽ còn nhiều cán bộ vào tù, nhưng ai nhúng chàm sẽ không thể ăn ngon ngủ yên vì chắc chắn sẽ bị cho vào lò. Một người đứng đầu tuyên chiến với tham nhũng tiêu cực như vậy thì hy vọng mới có sự chuyển biến tích cực. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ ra 4 vấn đề lớn cần thay đổi. Thứ nhất, sửa đổi thể chế, ban hành quy định liên quan đến đăng kiểm, cụ thể là Nghị định 139 năm 2018. Thứ hai là vấn đề con người, lãnh đạo phải có cả năng lực, trình độ, đạo đức. Thứ ba, tăng cường cơ sở vật chất, các đơn vị đăng kiểm, bởi nhiều nơi không đủ điều kiện thiết bị nhưng vẫn hoạt động. Thứ tư, tổ chức vận hành đạo đức công vụ. Con người là quan trọng nhất, cho dù quy định có chặt chẽ đến đâu mà con người xấu xa thì cuối cùng cũng chỉ là những tội phạm, không phải là cán bộ quản lý. Không chỉ riêng ở Cục Đăng kiểm mà tất cả các đơn vị khác trong ngành. Có điều Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chưa đề cập đến một việc mà người dân rất quan tâm, đó là bỏ đăng kiểm xe mới. Đề nghị Bộ trưởng mạnh dạn chỉ đạo dẹp ngay quy định vô lý này, đây cũng là một cách để ngăn chặn tội phạm, thưa Bộ trưởng.